Giờ trái đất tên tiếng Anh là Earth Hour là một sự kiện quốc tế hàng năm do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên khuyên các hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ. Và năm nay thì nhiều quốc gia trên toàn thế giới đã đồng loạt hưởng ứng sự kiện giờ trái đất bằng nhiều hoạt động thiết thực khác nhau. Đã trở thành thông lệ, Australia luôn hưởng ứng giờ trái đất với tư cách một trong những điểm đầu tiên trên thế giới tắt đèn vì chiến dịch bảo vệ môi trường lớn nhất này. Trong vòng 1 giờ, nhà hát Opera House, cầu cảng Sydney và rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác ở đây đã tắt đèn để phát đi thông điệp mạnh mẽ về chống đổi biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Tại Philippines, những người hâm mộ bộ phim Cuộc chiến giữa các vì sao đã tụ tập tại khu vực Bonifacio Global City ở Manila để diễu hành cùng với cây kiếm ánh sáng, biểu tượng trong bộ phim, khi cả thành phố tắt đèn trong giờ trái đất. Sự kiện này nhằm kêu gọi người dân Philippines hãy trở thành những người anh hùng trong công cuộc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, những tòa nhà tráng lệ của Dubai, thành phố xa hoa bậc nhất thế giới và được coi là biểu tượng thịnh vượng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng rũ bỏ vẻ lung linh của mình để hưởng ứng giờ trái đất. Các di tích và các công trình nổi tiếng như tháp Eiffel của Pháp, điện Kremlin ở Nga, tháp Big Ben ở Anh, tháp nghiêng Pisa ở Italia, tòa nhà Empire State ở Mỹ cũng đồng loạt tắt điện trong chiến dịch này.